Xin kính chào quý vị khán giả. Ngọc Ánh rất hân hạnh được gửi đến quý vị những thông tin nóng nhất mà chúng tôi vừa mới cập nhật. Và sau đây là những thông tin chi tiết. Xin kính mời quý vị cùng theo dõi. Tối ngày 29 tháng 5, sau khi nhận được thông tin vụ việc một trẻ mầm non bị bỏ quên trên xe đưa đón của trường dẫn đến tử vong, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình đã làm việc với Ban lãnh đạo Công an tỉnh, Công an và Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình, ngành giáo dục. Ông Thận yêu cầu các ngành chức năng vào cuộc xác minh, điều tra làm rõ sự việc trong thời gian sớm nhất. Theo báo cáo ban đầu của cơ quan điều tra, vào lúc 6 giờ 20 phút ngày 29 tháng 5, lái xe NVL và cô giáo PQA có nhiệm vụ đón trẻ mầm non từ nhà đến trường mầm non Hồng Nhung cơ sở 2, địa chỉ tại xã Phú Xuân, thành phố Thái Bình. Bé TGH, sinh năm 2019, trú tại xã Minh Khai, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình, được đón lên xe đi cùng các bạn. Đến 17 giờ cùng ngày, người thân của bé H đến đón, không thấy bé nên đã báo cho nhà trường. Mọi người tổ chức tìm kiếm, phát hiện H vẫn ở trên xe đưa đón học sinh, đỗ ngoài cổng trường. Ngay sau đó, bé được đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng đã tử vong. Sau khi nghe báo cáo, ông Thận đề nghị Công an tỉnh chỉ đạo Công an thành phố khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc, khởi tố vụ án theo đúng quy định của pháp luật ngay trong tối ngày 29 tháng 5. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Bình giao cho Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của đơn vị, đồng thời các sở, ngành và địa phương tổ chức thăm hỏi động viên gia đình nạn nhân. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành ngay văn bản chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non, đặc biệt là việc đưa đón trẻ, bảo đảm môi trường an toàn cho trẻ đến trường. Liên quan đến vụ cháy nhà trọ trên phố Trung Kính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội xảy ra hôm 24 tháng 5 khiến 14 người tử vong. Mới đây, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm Bộ Tài chính cho biết, tính đến ngày 28 tháng 5, các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ đã có báo cáo gửi Bộ Tài chính về tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy này. Theo đó, đến hết ngày 27 tháng 5, 4 doanh nghiệp bảo hiểm đã báo cáo số khách hàng tham gia bảo hiểm bị thiệt hại về người trong vụ cháy nêu trên. Số tiền chi trả bảo hiểm ước tính là 2,72 tỷ đồng. Cụ thể, khối công ty bảo hiểm nhân thọ có 2 công ty có khách hàng là nạn nhân trong vụ cháy. Một bên chi trả 2 tỷ đồng, một bên đang hoàn tất thủ tục bồi thường dự tính 500 triệu đồng. Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ có 3 trường hợp khách hàng gặp nạn với số tiền chi trả bảo hiểm ước tính là 220 triệu đồng. Trước đó, ngay sau khi có thông tin xảy ra vụ cháy, sáng 24 tháng 5, Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đã có công văn số 649 QLBHPNT gửi Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam và doanh nghiệp bảo hiểm yêu cầu báo cáo tình hình thiệt hại và bồi thường bảo hiểm trong vụ cháy tại phố Trung Kính, Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Cục Quản lý Giám sát Bảo hiểm đề nghị các doanh nghiệp bảo hiểm chủ động phối hợp với các cơ quan tổ chức cá nhân có liên quan để xác định thiệt hại về người, tài sản của các tổ chức cá nhân tham gia bảo hiểm, thực hiện ngay việc tạm ứng bồi thường bảo hiểm, trả tiền bảo hiểm nhanh chóng, kịp thời, đầy đủ cho bên mua bảo hiểm, người được bảo hiểm, người thụ hưởng theo thỏa thuận tại hợp đồng bảo hiểm và quy định pháp luật. Đồng thời, Cục đề nghị Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam phối hợp với doanh nghiệp bảo hiểm tổ chức thực hiện hỗ trợ nhân đạo theo quy chế nội bộ và quy định pháp luật có liên quan. Từ đầu năm 2024 đến nay, tại Nghệ An đã xảy ra nhiều vụ việc người tham gia giao thông chống đối, thậm chí tông xe vào cảnh sát giao thông khi bị yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Trong đó đã khởi tố 4 vụ, 8 đối tượng và hiện đang tạm giữ 1 đối tượng. Vụ việc gần đây xảy ra vào ngày 15 tháng 5, Tổ công tác Đội Cảnh sát Giao thông Trật tự Công an huyện Nghi Lộc làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 48E đoạn qua địa bàn thị xã Nghi Thạch, huyện Nghi Lộc thì phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe mô tô không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu sử dụng rượu bia nên đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra. Nam thanh niên không chấp hành hiệu lệnh mà lao thẳng xe vào tổ công tác, khiến Trung tá Hoàng Quang Vinh bị thương. Trung tá Hoàng Quang Vinh nhanh chóng được đưa đến bệnh viện cấp cứu, đồng thời lực lượng chức năng cũng tiến hành khống chế đối tượng. Tại cơ quan điều tra, đối tượng khai tên là Lê Thanh Hoàng, sinh năm 1996, trú tại xã Nghi Thịnh, huyện Nghi Lộc. Trước khi điều khiển xe lao vào tổ công tác, đối tượng này đã sử dụng rượu bia. Hiện công an huyện Nghi Lộc đang tạm giữ đối tượng để điều tra, làm rõ về hành vi chống người thi hành công vụ.
Trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 21 tháng 1 năm 2014, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Vinh triển khai tuần tra xử lý vi phạm nồng độ cồn tại km 464 800 quốc lộ 1A, đường Trần Phú, thành phố Vinh, phát hiện xe ô tô màu đỏ mang biển kiểm soát 37K27092 đang di chuyển trên đường có biểu hiện vi phạm nồng độ cồn. Khi đại úy Nguyễn Minh Thông đã ra hiệu lệnh cho xe ô tô trên đi chậm lại và hướng dẫn vào làn kiểm tra nồng độ cồn, thì tài xế không chấp hành và cho lùi xe, sau đó điều khiển xe quay đầu đi ngược chiều. Đáng chú ý, khi lực lượng của tổ công tác tiếp cận, người điều khiển phương tiện trên không dừng lại mà lao thẳng vào thành viên tổ công tác. Khi xe ô tô trên bỏ chạy đến khu vực đường Chu Văn An thì bị lực lượng chốt chặn, bắt giữ và đưa về trụ sở Công an thành phố Vinh tiến hành lập biên bản, bắt người phạm tội về hành vi chống người thi hành công vụ. Qua kiểm tra nồng độ cồn, lực lượng chức năng xác định tài xế điều khiển ô tô nói trên là Phan Công Đoàn đã vi phạm ở mức 0,399mg trên lít khí thở. Tại huyện Quế Phong, vào khoảng 20 giờ ngày 6 tháng 1, tổ công tác đội cảnh sát giao thông trật tự Công an huyện nhận được tin báo người đàn ông điều khiển xe ô tô mang biển kiểm soát 37C36133 đi từ thị trấn Kim Sơn về xã Châu Kim có biểu hiện sử dụng rượu bia. Tổ công tác đã ra hiệu lệnh dừng xe để kiểm tra, tuy nhiên người điều khiển phương tiện là Ngân Văn Hùng, sinh năm 1993, trú tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong, không chấp hành và có hành vi chống đối, điều khiển phương tiện tiến về phía trước, đâm xe của tổ công tác đổ xuống đường, làm một chiến sĩ cảnh sát giao thông bị thương, sau đó tăng ga bỏ chạy. Thời điểm xảy ra vụ việc trên, xe ô tô do Ngân Văn Hùng điều khiển còn có Quang Văn Trung, sinh năm 1994 và Vi Văn Trương, sinh năm 1987, đều trú tại xã Nậm Giải, huyện Quế Phong. Các đối tượng này không ngăn cản mà còn có lời hành động xúi giục Ngân Văn Hùng chống đối lực lượng chức năng và bỏ chạy. Hành vi không chấp hành yêu cầu kiểm tra chống người thi hành công vụ nói chung, cảnh sát giao thông nói riêng ngày càng diễn biến phức tạp. Các đối tượng chống đối không chỉ có những lời lẽ xúc phạm mà còn thực hiện những hành vi ngày càng manh động như chạy ô tô vào đường ngược chiều, tông thẳng xe vào cảnh sát giao thông, gây tâm lý trong lực lượng, bức xúc, phẫn nộ trong dư luận xã hội. Một lãnh đạo phòng cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An cho biết, nguyên nhân dẫn đến các hành vi chống người thi hành công vụ nói chung, cảnh sát giao thông trong khi kiểm tra nồng độ cồn nói riêng xuất phát từ sự thiếu hiểu biết, nhận thức về luật pháp chưa đầy đủ của một bộ phận người dân, nhất là thanh thiếu niên. Các trường hợp chống đối suy nghĩ lệch lạc, coi việc bị xử lý là sự mất mát, bức xúc mà không nghĩ rằng lực lượng chức năng đang xử lý vi phạm là để đảm bảo an toàn cho chính bản thân họ và những người xung quanh. Chưa kể một bộ phận thanh niên có tính côn đồ do sử dụng rượu bia trước đó nên không kiểm soát được hành vi. Cũng theo vị lãnh đạo, thời gian tới, phòng sẽ chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông tiếp tục thực hiện nghiêm điều lệnh, quy định của ngành khi làm nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan đơn vị có liên quan tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức khi tham gia giao thông, đồng thời phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm. Chia sẻ với truyền thông, Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An, Đại tá Trần Ngọc Tuấn cũng cho biết, để góp phần kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng văn hóa giao thông an toàn, thời gian tới, Công an tỉnh sẽ tiếp tục chỉ đạo phòng chuyên môn và công an các địa phương tăng cường kiểm tra xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, trong đó chú trọng tới vi phạm nồng độ cồn với phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đối với các trường hợp cố tình không chấp hành yêu cầu kiểm tra, chống đối, gây ảnh hưởng tới sức khỏe, tính mạng lực lượng thực thi công vụ, Công an tỉnh yêu cầu các đơn vị điều tra, hoàn thiện đầy đủ hồ sơ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.